Chúng ta tiếp tục với lại xe lỗ thứ 3 của trận công đài thứ 2 lô đài Mikati kỳ 79 giữa Nguyễn Hồng Sơn và Bùi Xuân Khương. Sau hai set đầu thì Khương đã thắng và tỷ số tạm thời là 2-0. Có vẻ như Sơn vẫn chưa làm quen được với lại cái mặt gai của Bùi Xuân Khương khi Khương hất qua. Rõ ràng là Sơn giật vào lóng, bóng vào lưới, tuột vào lưới liên tục. Cái thứ hai là Bùi Xuân Khương có quả giao bóng đục, tương đối là khó nhìn ra chủ xoáy. Hai một. Alo. 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 Thôi. Trời ơi, giống là chạo ngồi quá. Ba sáu. 6-4. Sáu năm. Năm bảy. Đến hai. 6-7. 7 đâu. Bảy tám. Tám đều. Chín tám. Tám mười. Rất tốt. 31-8. Như vậy sau 3 set đấu tỷ số tạm thời là 2-1 nghiêng về cho đại chủ Bùi Xuân Khương. Vừa rồi thì qua set thứ 3 thì tay vợt tổng đài và ông Sơn Anh đã bắt đầu thích nghi được với bóng của Bùi Xuân Khương. Chúng ta hãy chờ đón các set kế tiếp.